ít nhất là viết báo thì làm báo tốt, viết văn tốt thì chắc chắn là sẽ được đón nhận và có một cái công việc thường xuyên để có thể làm được. Và trên thực tế thì cái thu nhập chính của tôi vẫn là nhuận bút. Tất nhiên là cách đây khoảng 3 năm. Thế giới có quá nhiều lựa chọn và biết rằng văn chương không thể là lựa chọn số 1 để mà có cái tài chính ổn định. Thì chị nói là yếu tố để chúng ta làm văn chương mà có một cái tư tưởng của nhân sinh quan là phải học và rèn luyện. Thì chị nghĩ đối với những người mà họ có mong muốn viết, tức là họ nghĩ rằng là văn chương cũng là một cái hướng theo đuổi đó, bên cạnh những cái công việc khác, mà họ sẽ học và rèn luyện bằng cách nào để mà có được một cái đỉnh, có một cái kỹ năng văn chương tốt mà họ vẫn phải đảm bảo được cuộc sống. Trên thực tế là thực sự là những nhà văn mà họ đã có một cái kỹ năng viết giỏi và một tư tưởng tốt thì họ cũng là những người rất là hòa nhập với cuộc sống ở bên ngoài rất tốt. Trên thực tế là như thế, bởi vì những nhà văn họ làm tư tưởng. Làm tư tưởng thì khi mà họ đã cuốn hút được những người khác theo mình thì họ thực sự là một cái thủ lĩnh trong hoặc kép ở trong cái dòng chảy tư tưởng đó. Những nhà văn mà khi họ đã thực sự theo nghề thì họ luôn biết cách để làm sao sống tốt. Bởi vì sự tỉnh táo nó luôn rất cần thiết ở trong văn chương. Chúng ta phải thực sống, chúng ta phải hòa nhập vào cái xã hội này bằng mọi cách. Thì như thế chúng ta mới có kết quả, và kết quả đó chúng ta sẽ đem lại trong văn chương. Nghĩa là văn chương bao gồm sẽ có hai thứ. Một là hình thức, đúng không? Hình thức. Hai là cái nội dung của hình thức để truyền tải. Thứ hai là nội dung. Thì trong hình thức đấy nó sẽ bao gồm các yếu tố liên quan đến nghệ thuật viết và cái kỹ năng sử dụng từ ngữ để làm sao mà cuốn hút được người đọc. Nhưng còn cái nội dung chính là những cái mà cái chất, cái tư duy, cái tư tưởng mà nhà văn muốn truyền tải. Thì trên thực tế là bạn không bao giờ bạn thấy đốt cháy giai đoạn được. Tôi đã bảo rồi, nhà văn là một nghề mà cực kỳ khó nhọc. Làm cái nghệ thuật như chúng tôi có thể phân định là về văn chương, đó là loại nghệ thuật số 1 của tất cả các loại nghệ thuật khác. Bởi vì nó liên quan đến tư duy, tư tưởng, và thông qua ngôn ngữ thì phải dẫn dắt được con người ta vào một thế giới riêng, và nó có một cái hút chặt, có cái ngôn từ ấy của họ sử dụng có một cái khả năng là một sức hút rất là mạnh, để khi ai đã hòa nhập vào thì không thể bước chân ra. Vậy không có gì khác là nhà văn phải học hỏi liên tục và rất nhiều. Bản thân tôi khi viết một cuốn tiểu thuyết, ngoài cái quá trình mà tôi đã phải học từ rất là nhiều năm, dường như đấy tôi đã nói cả một cuộc đời tôi chỉ có học văn chương, tìm hiểu về văn chương và đi qua cái lớp đào tạo chuyên nghiệp về văn chương, đó là khoa văn Đại học Tổng hợp. Thì khi đi ra để mình nắm được hết tất cả cái kỹ năng của nó thì mình phải đọc rất là nhiều. Mỗi lần mình định đọc, mình định viết một cái quyển gì đó thì gần như tôi phải đi tìm hiểu về nó. Tôi tìm các chuyên gia để tôi hỏi về vấn đề đó. Vì tôi viết về văn học tâm linh chẳng hạn thì tôi cũng phải tìm hiểu về cái thế giới tâm linh. Và thậm chí để viết một quyển sách tôi phải đọc đến 200 quyển sách. 200 quyển sách tư liệu để xem là cái của mình viết nó có đúng với cả cái dòng chảy thực sự không, hay là mình viết nó không chuẩn, không đúng. Cho nên là khi mà để viết được thì gần như là phải xếp hết tất cả cái việc khác lại, và chúng ta chỉ tập trung trong một thời gian để có thể làm cái điều đó. Chính vì vậy là mình luôn luôn phải cân bằng giữa cái việc viết và việc sống, cái việc trách nhiệm gia đình. Nên là thực sự nếu ai mà theo đuổi văn chương thì tôi nghĩ người đó phải là có một cái kiên trì và một cái nhẫn nại rất là tốt. Cho nên tôi nói là một khi là chúng ta đã có thể viết được tiểu thuyết rồi thì mọi việc khác không có gì là khó khăn đối với chúng ta. Chúng ta có thể ra ngoài, chúng ta có thể làm mọi thứ. Và trên thực tế là khi tôi đã phải tự chiến đấu với mình với mỗi quyển tiểu thuyết thì tôi ra ngoài tôi có thể làm được mọi thứ. Mở nhà hàng tôi làm được, đi làm ruộng tôi làm được, đi buôn đất tôi cũng làm được. Nên tôi cảm thấy nó còn dễ dàng hơn rất nhiều so với việc là tôi phải ngồi một mình tôi viết văn. Chúng ta nhìn cái mặt là khuyến khích những cây thức trẻ, tức là khi mà họ đã chấp nhận hy sinh thời gian đầu để mà họ tích lũy, để mà họ viết văn chương được rồi, thì hiện tại trong cái thời đại mà cái dùng từ là content lên ngôi, nội dung lên ngôi, thì chị nghĩ rằng văn chương sẽ cũng là một cái vốn, cũng là một cái hành trang để giúp họ có được nguồn sống khác bên cạnh việc chỉ xuất bản. Trên thực tế, ví dụ như tôi chỉ nói về cái kinh nghiệm của cá nhân tôi thôi, là thực tế thì những người viết văn trong quá trình học tập ít thì vẫn có thể là kiếm tiền qua các nhận bút và cái cộng tác. Ngày xưa tôi cũng thế thôi, nghĩa là tôi viết văn, tôi theo đuổi việc văn học, mà tôi theo đuổi văn học, tôi đến trường thì tôi làm thêm bằng cách là tôi viết bài cho các báo và tôi viết văn. Ngày xưa thì có hai tờ báo mà tôi thích cộng tác nhất là Tuổi Trẻ và Thanh Niên, bởi vì nhận bút rất là tốt.
và chỉ cần nhuận bút của một chuyện thôi cũng đã đủ cho sinh viên như chúng tôi thì sống được cả một tháng trời. Thế thì cái việc đó nó hỗ trợ cho rất nhiều cho cái việc là mình vừa học và mình lại dùng cái học đó mình trở thành một tác phẩm. Tác phẩm đó mình lại sử dụng để in ấn và để có tiền. Thế thì nó là một cái vòng tròn. Và chính vì thế đấy là lý do khi mình đã rất nỗ lực trong quá trình mình học. Thì khi ra trường, chỉ vừa ra trường cái là tôi đã được một tòa soạn, một tờ báo lớn nhận về làm việc rồi. Và cái đó là một cái cố gắng của cá nhân, chứ không hề có một mối quan hệ hay bất kể một cái gì bên ngoài cả. Tại vì bây giờ những người viết tốt và những người có kỹ năng làm nghề thực sự là đang rất là hiếm. Cho nên là những ai mà làm nghề tốt, ít nhất là viết báo thì làm báo tốt, viết văn tốt thì chắc chắn là sẽ được đón nhận. Và có một cái công việc thường xuyên để có thể làm được. Và trên thực tế thì cái thu nhập chính của tôi vẫn là nhuận bút. Tất nhiên là cách đây khoảng 3 năm. Nhưng mà như vậy thì nếu mà chỉ nói là những cái khó khăn ban đầu một cái viết trẻ họ sẽ phải chuẩn bị lường trước như thế nào khi mà họ phải hy sinh một thời gian để tích lũy đủ để bắt đầu bước ra làm nghề, thì chị chia sẻ là những cái khó khăn mà họ nên lường trước là gì, thời gian họ hy sinh để tích lũy đó. Khó khăn nhất đó chính là không có tài năng, nghĩa là không có khả năng mà họ cứ muốn theo đuổi cái nghề viết. Nghĩa là bản thân tôi là một cái người mà rất nhiều người đem bản thảo đến để chị đọc hộ em, và khi tôi cảm thấy họ không có cái khả năng viết thì tôi sẽ nói là nên ngừng lại. Bởi vì văn chương thì trước nhất là anh phải có một cái tài năng thực sự ở bên trong mình đã. Thế thì khi mình đã có tài năng, mình có một cái kỹ năng tốt về ngôn ngữ thì mình sẽ theo học nó và mình sẽ phát triển được nó. Anh không thể là một ca sĩ khi mà anh không có giọng hát hay được. Dù anh có học thanh nhạc, anh học ở trong trường tốt đến mấy thì anh cũng trở thành một cái gì đấy rất mờ nhạt nếu như giọng hát của anh nó không thực sự đặc biệt. Anh cũng không thể chơi nhạc được và anh cảm thấy rất khó chịu nếu như anh không thực sự đam mê mà có cái khả năng về âm nhạc. Nó là một cái gì đó người ta gọi là tài năng và cái ở bên trong mình á. Và cái này mình có thể nhận ra rất là rõ. Thì thường là những người có trải nghiệm kinh nghiệm thì khi họ đọc một tác phẩm thì họ có thể cảm nhận được là cái khả năng của người viết họ sẽ đến đâu. Và nếu như họ có khả năng thì mình sẽ khuyên là lên học hỏi thêm, đọc thêm. Nhưng trên thực tế thì như tôi cảm giác như là cái định hướng cho văn chương không phải nằm ở nhà phê bình đâu, không phải nằm ở các nhà văn đâu, mà chính là những nhà làm sách, những công ty sách ấy. Tại vì họ sẽ là những cái người in ấn sách và họ mới chính là những cái người định hướng cho cái việc phát triển văn chương như thế nào. Như trước đây thì tôi nói lại là ví dụ như bên Chibook họ đã ra cái dòng văn học lênh lênh và họ tiêu biểu cho cái dòng văn học đấy để tác động ngược lại lên tác giả, để sau đó có những cái hành trình của những tác giả 8X nổi loạn phá cách. Nó một sự học hỏi và cái khả năng sáng tạo về ngôn từ khá là mạnh. Thì nghĩa là cái nhà sách đấy họ sẽ là người chọn lọc, nếu như họ những nhà sách họ dung túng cho những cái tác giả gọi là tác giả Facebook, tác giả blog, những tác giả mà viết văn chỉ đơn giản, chỉ là ngồi viết những cái mẩu ngắn ngắn và in ấn, thậm chí là làm truyền thông ầm ĩ lên, thì sẽ là giết không chỉ nhà văn đó mà giết cả một cái nền văn học. Cho nên là những người làm sách, những nhà xuất bản họ mới chính là những cái người định vị cho cái dòng chảy của văn học. Và để bởi vì mỗi một tác giả thì họ đều mong muốn có thể in ấn được. Cho nên là tôi không nói đến cái underground, nghĩa là những cái người viết mà họ không cần phải in ấn và xin xuất bản chính thống thì họ có thể lên Facebook, họ có thể dùng các trang mạng khác để họ truyền tải cái tác phẩm họ cũng được. Nhưng mà khi đã in ra sách thì cái tác phẩm đó nó phải có một sự thẩm định rất là tốt từ các biên tập viên, từ các công ty sách và các nhà xuất bản. Thì từ đó có một cái định hướng cho cái việc phát triển của dòng văn học.